Ok, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đăng ký desktop mới nhất 2018 nhé. Đăng ký lại ấy. Đấy. Đầu tiên các bạn vào lambda.net này. Các bạn ấn xuống mục Cloud Desktop, các bạn xem thêm này. Các bạn đăng nhập này. Đăng nhập cái link cũ thời trước các bạn đăng ký ấy. Đấy. Mà nó bị khóa rồi đấy. Rồi, các bạn đăng nhập này. Ok. Sau khi ấn vào đăng nhập xong thì các bạn ấn vào dấu cộng này này, ấn vào đăng ký desktop này đấy. Các bạn chọn mục miền Bắc nhá, rồi desktop mình sẽ chọn máy chủ rẻ nhất đây, CD1 5.000, anh nhầm đâu nhỉ, đây mình sẽ ấn lại từ đầu cho anh em xem lại kỹ hơn nhá, đấy chứ không anh em lại lỗi. Rồi, đây. CD thì có hai mấy chục, CD1. Rồi, mình sẽ mua CD1 nhá. Rồi, mình sẽ chọn Win 10 tại vì Win 10 khá là ngon. Ở đây thì nó có chọn các máy chủ. Đây. Thì ấn tự động là được. Mình đã hết tiền và bây giờ mình sẽ nạp. Nạp qua thẻ cào nhé. Nạp qua thẻ cào này, thì ở đây mình sẽ là bằng thẻ Vina nhé. Đây mình đã chuẩn bị thẻ ở đây rồi. Rồi bây giờ mình đã quay ra đây dán này. Xe này. Rồi không biết lần này có được không, mấy lần trước mình làm toàn bị lỗi rồi. Đây mình sẽ ấn vào Vina nhé để mình check lại thử xem phải thẻ Vina không. Ok, thẻ Vina mình sẽ ấn nạp thẻ này. Mấy ngày trước mình đăng ký nó bảo lỗi, lần này ok mình đã đăng ký thành công và làm thành công luôn đó. Mình tiếp tục này. Mình sẽ ấn vào đây, nó ghi là tên desktop, mình sẽ cho tên gì mình nhé. Thì mình enter xong mình sẽ ấn vào đồng ý, tôi đã đọc này, xong mình sẽ ấn vào đồng ý rồi. Rồi ok mình sẽ chuyển về trang quản lý nhé. Đấy, trang quản lý thì nó sẽ hiện như thế này. Và đây mình đã có nick ở đây rồi, rất là nhanh luôn. Mình sẽ kiểm tra tiền có 8k đấy, khá ok. Bây giờ mình sẽ thoát ra nhé. Đây kiểm tra mail, mình sẽ tạm dừng video nhé. Thì ở đây thì nó có hai mail, đó là một mail là vừa đặt đơn hàng và đã có luôn nick rồi đấy, và mình sẽ hướng dẫn luôn anh em lên CS, anh em tải cái ứng dụng giả lập desktop này về nhé, không phải là giả lập mà cái ứng dụng như là sử dụng remote desktop đấy. Anh em đợi một tẹo nữa thì nó sẽ được thôi. Rồi mình sẽ mở lên này. Đây, sau khi mở xong nó sẽ có giao diện, anh em ấn vào app pack này. Anh ấn vào cái dấu cộng này. Con chuột chuột mình đang ấn này. Ấn vào desktop này. Đây, ở đây là địa chỉ IP của anh em. Đây là tài khoản mật khẩu. Bây giờ mình sẽ điền tài khoản mật khẩu và địa chỉ IP vào nhé. Mình sẽ tạm dừng video để không để lộ leak ra ngoài. Rồi ok. Ok. Thì hiện tại ở trên Google Chrome là đã cho phép anh em làm giả lập ở trên này rồi nhá, nhưng mà nó mình theo mình thấy nó khá là đảo đấy, anh em nhìn chưa, nó cho phép giả lập trên này rồi đấy, mình đảo vãi chưởng à. Thôi mình sẽ tắt ở đây, tắt ra.
Anh em thấy ế không? Thì vừa đầu video ấy mình đã hướng dẫn anh em ở cái bước bước ở cái phần này rồi. Đợi mình tí mình tạm dừng video phát nữa nhé. Sorry anh em. Ok anh em. Sau một hồi tìm kiếm thì mình đã xong, tại vì vừa lỗi vài thứ. Ok, thì bây giờ mình sẽ mở desktop mình xem nhé, xem có vào được không. Đấy, giao diện nó sẽ như này. Thì video này cũng là video cũng nói chung hồi trước mình cũng hướng dẫn anh em vài video về cái này rồi, nên anh em nào mà chưa biết thì anh em có thể lên tham khảo nhé. Đây bên mình sẽ xóa đi. Và bây giờ mình sẽ vào lại cái desktop nhé. Mình sẽ vào lại trang web để bật desktop lên, quên mất. Thì ở video ngày hôm nay thì mình nghĩ là cũng khá là dài đấy, nên cho nên anh em hãy cố gắng xem. Nếu anh em thấy hay thì anh em có thể đăng ký kênh của mình và like giúp mình nhé. Hiện tại thì mình nói chung là khi nào rảnh thì mình có thời gian thì mình sẽ lập thuê mấy cái này đấy. Anh em có nhu cầu thì có thể liên hệ qua số điện thoại mình đã dưới mô tả đấy. Thì nói chung là yêu cầu đăng ký thì giá là bao nhiêu nhỉ? Thôi, mình không lập thuê nữa. Thôi, không lập thuê nữa nhé. Thì bạn nào thích ở Liquid Sky thì chủ nhật tuần này mình sẽ tổ chức event. À không, mình sẽ nói chung tổ chức event. Mình hơi nói nắp thì anh em thông cảm. Phát link nhá, phát link Liquid Sky. Mình sẽ phát tầm 10 cái. Đấy, anh em nào lấy được thì lấy. Tại vì cái link Liquid Sky đấy đăng ký rất là dễ luôn. Ok. Bây giờ mình sẽ vào lại desktop xem nó thế nào nhá. Đấy, hôm nay đăng ký để làm vài việc, nói chung là vài việc với bản ấy mà. Đấy, mình thử vào xem vào đâu. Đấy, sau khi vào thì mình sẽ ấn vào level này, không bao giờ hỏi lại cái chữ collect, mình sẽ ấn vào collect này xem nó có vào được không nhá. Ok, thì nó đã load vào rồi, khá là ngon đấy. Con chuột chuột như này, mình tại vì mình kiểu như mình Network 2 yes đi. Rồi, ok. Các bạn nhìn thấy chưa? Khá là mượt. Đây, có đầy đủ chức năng luôn. Do mình có cái bộ giả cơ nên mình sẽ tắt con chuột bé đi nhá. Đây. Đấy, khá là ngon. Đấy, sử dụng như một cái điện laptop luôn. Thì mình sẽ thoát ra này. À, nhầm. Sẽ ấn chỉnh lại cái bộ của mình. Đây. Bây giờ mình sẽ cài lại phím, mình sẽ tắt nao bàn cây đi. Tắt nao bàn cây đi và sử dụng cái tiếng này thì nó mới sử dụng được ở trên cái này. Đấy. Đây, mình sẽ ấn vào Google nhé. Mình có bộ bàn phím giả cơ đấy. Anh em nếu chưa xem thì anh em có thể tap ra và xem lại. Rồi, mình sử dụng y như máy thường luôn. Đấy. ALTF4 nhá, cho các bạn xem luôn. Đấy, phải không? Giống hệt luôn. Đấy, sinh vào luôn. Ken. Đây, mình sẽ ấn lại Enter này. Đợi một tẹo cho nó loát đã. Tí mình sẽ cho anh em xem cấu hình của máy này nhá. Lì không lên luôn. Mình nghĩ là màn hình này nó sẽ nhỏ. Bây giờ mình sẽ tạm dừng video để mình cho nó màn hình nó to ra nhé. Ok, mình đã ấy rồi. Bây giờ mình sẽ test thử YouTube cho anh em xem tốc độ load của nó là bao nhiêu kilobit. Nói chung mình thấy là khá là lag, tại vì cái này nó cũng phải phụ thuộc vào máy của các bạn với lại máy của các bạn với mạng các bạn đang dùng nữa nhé. Đấy, khá là lag đúng không? Bây giờ mình sẽ ấn thử vào
bài hát thôi, mình không ấn vào mấy bài này đâu tại vì dính bản quyền đấy các bạn. Đây mình sẽ ấn vào giả lập desktop của trang của mình nhé. Anh nhầm, sorry, lỗi suốt nhỉ. Giả lập PC trên điện thoại. Đấy, nó sẽ hiện lên luôn cái của mình, tại vì cái của mình được khá là nhiều các bạn xem. Đấy, 4k view trong vòng 6 tháng. Nói chung là khá là ok. Đây, mình sẽ ấn thêm thử. Mình sẽ tắt nhạc đi nhá. Đấy, anh em thấy mượt không? Đây, anh em hãy ấn vào subscribe, like. Đấy, khá là hay. Đây, đây là video mà mình hướng dẫn anh em nhé. Anh em có thể click và xem lại nếu anh em cần. Bây giờ mình sẽ ấn thử xem nó có giật không nhé, bật tiếng. Ấn thử xem video này nhé. Đấy, các bạn thấy có hay không ạ? Nếu các bạn thấy video này hữu ích thì các bạn đừng quên để lại một like, một comment, và điều quan trọng nhất là các bạn hãy subscribe channel của mình để mình có thêm những động lực để làm các video tiếp theo nhé. Ok, bye bye.